đưa đây này. Anh ở đây cục ngắn hay sao ấy. Xuống dữ rồi. Xuống cái ăn nẻ xuống rồi. Đấu liên tục luôn. Thì đấu liên tục rồi. Nè. Được xíu rồi. Được. Dính đi khé lại. Nè, dạy dục. Nè. Rồi. Cái khéo xíu lên. À, xíu lên, có hít tiền luôn. Rồi. Quá trời. Cái xuống dữ rồi. Ôi, ơi, quá trời. Cá xuống rồi. Ê, coi chừng cá ngát nha. Dạ. Coi trời cá. Đổ lên. Rồi, đổ liên tục. Cá xuống dưới rồi các bạn. Đổ luôn chứ nào mày. Rồi, dưới chứ. Trời, cái chát nó nấy bự kìa. Đổ nổi lên. Ngát nữa nè. Ngát rồi chứ. Ôi là trời, cái kìa. Quá đã. Nó chả một lứa một luôn. Quá khứng. Rồi, đổ nữa nha. Quá trời cá xuống này. Dữ dằn. Rồi, xin thân ái mến chào các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục mình quay cái video về thuốc cá các bạn. Thuốc cá vuông, thuốc cá đuổi ở Nam Căn, Cà Mau nha. Nhưng mà hôm nay bỏ mình thuốc ban ngày. Hôm nay thì mình thuốc ban đêm các bạn. Hiện tại cũng xế chịu ha. Phong cảnh rất là mát mẻ nên thơ nha các bạn. Thì tối nay mình sẽ thuốc cá ban đêm trong vuông tôm của mình. Đây, hiện tại vuông tôm của mình nó khoảng hơn 7 hectare các bạn. Hơn 7 hectare thì mình thuốc có khoảng 6 bao, 6 tới 7 bao. Thì theo kinh nghiệm của anh em ở Nam Căn Cà Mau thì cứ 1 hecta là mình thuốc một bao thuốc cá nó chỉ có tầm khoảng có 10 kg nha bạn. Đây mình quay toàn cảnh cái cống sổ của mình xem. Hiện tại giấc này cũng cỡ 5-6 giờ chiều rồi. Thì tối nay chừng nào thuốc cá rồi anh em tạt thuốc rồi mình quay tiếp tục nha bạn. Đây, hiện tại là nước ngoài sông đang lớn. Tối ngoài sông nó gồng nha bạn. Tối ngoài sông nó gồng xuống. Nước ở đây mình gần biển nha. Giật nhanh lắm, nước gồng nó giật nhanh lắm. Khi nào mà nước ở ngoài sông nó giật xuống á, mình kêu là nước gồng. Là mình bỏ cái lú xuống, cái đầu mình quay cống mình sổ ra. Còn thuốc cá thì mình đặt trên hậu. Đây, thuốc cá thì mình đặt trên hậu vuông mình các bạn. Vuông mình khoảng 7 hectare nha, mình dùng 6 bao. Rồi khi nào tạt thuốc nữa thì mình sẽ quay video tiếp tục nha các bạn. Hôm nay mình quay video về thuốc cá ban đêm nha. Anh em ở Nam Căn Cà Mau gọi là thuốc cá đuổi hay là thuốc cá chạy nha. Một hình thức này rất là hay. Mình chỉ đổ thuốc ở trên hậu rồi mình chỉ đổ lúa bắt cá thôi. Rồi, khi nào thuốc cá mình sẽ quay tiếp tục nha các bạn. Còn đây là mấy cái bao thuốc cá là mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Bao này mình mua ở hiện tại ở chỗ mình ở Nam Căn Cà Mau, mình mua một bao là 140.000 nha. 140k. Một bao chỉ có 10 kg thôi. 1 kg nha các bạn, rất là nhẹ. Thì một bao này 10 kg nhưng mà mình dùng tôm mình xài được 1 hecta. Thì dùng mình hơn 7 hecta thì mình nói chung mình dùng 6 bao được rồi. 6 tới 7 bao. Anh em nào đánh mạnh hơn chút thì mình dùng 7 bao, mà mình dùng được 1 bao, 2 bao, 3 bao, 4 bao, 5 bao, 6 bao. 6 bao cho 7 hecta. À, bao có 10 kg nha bạn. 10 kg mà đánh 1 hecta. Thuốc cá này nó rất là an toàn các bạn. Không có gì cho nghe, không có độc hại cho nghe. Người ta để là không cần ngâm nhưng mà mình lúc mình tạt á, mình bỏ vô cái xô mình đánh nước lên rồi mình tạt cho đều. Chứ mình khỏi cần ngâm vẫn được. Khỏi cần ngâm cũng được. Đây, công dụng nó là các bạn. Diệt cá tạp, ốc, kích thích quá trình lọc vỏ của tôm, giúp tôm tăng trưởng nhanh, gây màu nước. Này, nó không có độc hại cho nghe bạn. Không có độc hại hết nha. Thuốc này được bộ thị sản khuyên dùng nha bạn. Đây, bạn nhìn nè. Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Theo quyết định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Này được bộ thị sản khuyên dùng nha bạn. Gây màu nước, kích thích tôm lục vỏ, rất là tốt dùng tôm mình nha. Cái gì cá tạp. Chứ không có độc hại cho nghe bạn. Cá mình thuốc ra là sạch sẽ, ngon lành cành đào nha, không có gì hết nha. Khi nào khoảng tối đó, 9-10 giờ rồi nước gồng, tạt thuốc rồi mình sẽ, anh em tạt thuốc mình sẽ quay tiếp tục nha bạn. Rồi bắt đầu tạt thuốc cá các bạn ơi. Tạt thuốc cá nha. Vuông mình hôm nay mình sử dụng 6 bao, cho 7 hecta nha. Đây. Tạt xung quanh vuông xong rồi mình dưới cống mình đổ lú nha. Ông anh đang tạt, anh hải sang nha. Bỏ mình thuốc ban ngày giờ thuốc ban đêm.
ban đêm thì cá nó sẽ ra tập hơn nha, thể nó mạnh hơn á, mạnh hơn một ngày. Nhưng mà cái điều hơi cực nha, thì người ta ban đêm mình thức khuya tới sáng luôn, cực. Một ngày thì mình khỏe hơn nha, nhưng mà có thể cá nó không bằng lúc ban đêm, có cái đuổi là ban đêm tập hơn. Chạy qua hai quận các bạn, qua cái ổ hai quận. Mới vui vào đầu tiên chút xíu là đạt hết vuông các bạn, ta tiếp tục nha. Vào khui bao thứ hai các bạn, khui bao thứ hai nha, đã hết bao rồi. Thú cá này rất là dễ dàng khỏe ha. Khui ra cái đầm đỏ gì đó, cái quậy nước vô rồi, vậy là quậy đều lên là tạt thôi. Mình khỏi ngâm cũng được, khỏi ngâm thì nó nói chung nó không bằng mình quậy đều thì nó im hơn. Số anh em thì người ta khỏi, người ta chơi trực tiếp luôn, ta đổ luôn mà không ngâm. Con này thì mình quậy đều lên nha, cái điều lên xong rồi mình mới cái đạt. Thuốc tấn cá, cá hả? Bỏ thuốc hai sang này thuốc bằng ngày ha, bữa nay thuốc bằng đêm. Này khá khuya luôn. Hiện tại là 12 giờ khuya rồi đó. 12 giờ 11 phút. Thì tối luôn bạn, khuya luôn ha. Bữa nay thuốc cá có thể là sáng tới gần sáng, từ 4 tới 5 giờ sáng mới gọi á. Tại giấc này quá khuya. 12 giờ khuya mới đạt thuốc cá. Thuốc tới sáng luôn này. Có khoảng 5 giờ chắc cú, 5 giờ nước mới lớn. Và pha nước vô tiếp tục tạt nha bạn. Tạt xong rồi hồi mình giúp mình quậy cống lên. Đại là mình với Na Sang đây trên hậu ha, hậu vuông. Tạt xong hết 6 bầu này rồi mình về quậy cống lên. Hiện tại là ở dưới mình cũng đang chuẩn bị xả cống ở dưới rồi nha. Xả cống hí hí rồi. Đang ra là thuốc cá nó mùi nó chạy xuống. Thuốc cá này rất là hay nha bạn. Chứ mình đạt thôi là nó chạy rồi, nó không có bắt nha. Thì chút xíu giờ mình chỉ đổ lúa thôi, khi nào đổ lúa mình sẽ quay tiếp tục nha. Giờ đi đặt thuốc cá cho hết 6 cái bao này các bạn, tổng cộng là 6 bao cho 7 hectare. Trung bình thì 1 hectare mình sử dụng 1 bao, bao chỉ có 10 kg thôi nha. Rồi hiện tại là còn 1 bao cuối cùng của ai, bao cuối cùng nha, đặt gần xong rồi, bao này nó là hết. Nước không sao này, này không gì hết. Tổng cộng là 6 bao các bạn. Thì mình 4 tháng mình thuốc một lần nha. 4 tháng mình thuốc một lần. 4 tháng lấy 1 tấn cá đó. 4 tháng thuốc lần là cứ 1 năm mình thuốc 3 lần nữa các bạn. Liên tục luôn á, thuốc là hết tôm. Chứ mình để mà cá 1 năm chắc ăn hết tôm luôn á. Cá dữ trời lắm, này gần biển cá xanh nhanh lắm. Rồi cứ 4 tháng là đẩy 1 lần, 4 tháng đẩy 1 lần. Còn trong gì cá tạp ăn mình hết tôm luôn ai. Rồi, chuẩn bị kết thúc quá trình đặt thuốc nha. Còn một bao cuối cùng này thôi. Rồi xuống dưới là xíu nữa rồi đổ lú, rồi quay mấy cái lú cá cho bạn xem. Cá hồi nó xuống dưới lú á, anh em đổ vào lửa thôi, rất là dễ. Rồi bắt đầu đổ lú nha. Mới nửa tiếng hồ xuống được vài em rồi nè. Cái chát xuống rồi nha. Hả? Chụp lá thôi vậy. Chụp con hả? Mới thuốc đây mà. Ủa cái chụp con. Rồi thử đây nè. Mới nửa tiếng à, mới ra, chưa ra đâu, hồi nó mới ra nhiều. Cái chậm nhỏ. Ủa trời, con cá chắc bự. Cá chẽm nhỏ nhỏ mà, đều băng luôn. Mới 4 tháng mà bự cỡ này là trời. Quá trời cá chẽm nhỏ. Ủa, cá chẽm một lứa một luôn trời. Này có nửa ký không ta? Dạ, chưa tới nửa ký chú. Con này không tới, con này chắc có 300 gram. 300 gram hả? Con kia. Con này chú. Nửa ký ạ. Lứa một kia. Trời, 7-8 con cái chẻm. Cái chẻm 4 tháng màu lớn ghê thiệt à. 4 tháng thuốc lần mà bữa cỡ này. Vuột lô cái chẻm luôn. Cái chẻm này là lấy nước mà xong nó vô nè. Được nha các bạn. Cái cá mình không nuôi nha. Cái này cá hoàn toàn thiên nhiên hết nè. Rồi, đục đầu tiên như này. Chút xíu rồi mình quay những cái đục tiếp theo nữa nha. Ngay đây là đục đầu tiên. Chưa xuống nha. Dạ chưa xuống. Cái chẻm đều luôn. Cái chẻm vô lô cái chẻm. Chẻm nhỏ. Ở đó.
cái mình phải dắt năm nữa nè. Dắt năm rồi mà mình muốn kiếm mấy thì 10 năm thứ mình cũng kiếm. Cái cỡ nào ha, lứa một kém là cho nó vô cái chấm lứa luôn rồi. Ở bên kia rồi. Rồi nó được thứ hai một cá dữ ha. Cá bự rồi. Rồi sụ vô bên này. Rồi con cá sụ rồi nha. Ồ. Chồng cái chẻm thứ một luôn trời. Rồi rồi lưỡi cá. Con cá xuống rồi. Cá xuống các bạn. Nè cá bự quá đây nè. Ừ. Bỏ cái thứ một. Rồi đi nhìn xong rồi đi đổ nữa. Chắc mày cá xuống mình đổ liên tục rồi. Lại lừa lừa đi. Ờ cho cứ bỏ bộ chung đi, rửa. Chứ nó nói nó người ta cũng lừa lại chứ. Đây, quá trời cá chẻ mày vô lứa này. Cái nhỏ thôi nè. Này, cá này phải nửa ký. Lô một con chờ. Ngoài sông vô đây. Nó rứt theo bụi. Đó, được cá. Nó chảy một mè lô luôn. Bốn tháng thuốc lần. Ồ, cái chảy đó. Cái gì ở này? Cái chắc bự luôn. Cái nào một cái chém nữa kìa. Chém. Nhất này nước kê sắt xuống nó cá mới chạy nè. Nãy giờ cá chưa chạy. Nói chút. Đào tay phải không? Đây đi không? Ừ, đi đại đi. Cái cho anh sợ anh sụp cái nào luôn này. Sụp lên, sụp lên. Sụp lên, sụp lên. Có sẽ sụp lên cho hai giờ dễ bãi cái này. Rồi, mới bỏ được không? Này cá mới chắc này mới xuống trời. Đây ít cá buồn ngủ hả? Được cái cá bọng dữ vậy. Xin nó chạy quá xiết quá. Xiết không? Cái chảy nó nhỏ, nó lô. Nhìn dính như thế. Rồi nhìn ra. Được quá, thuốc chưa đây nè. Dạ, không có, anh ấy thôi. Dạ, dạ, thuốc, 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 thuốc lại. Anh thuốc xuống. Anh cầm bên này, khi nào thuốc lại. Có chân thuốc xuống nha. Dễ gì. Tụi xuống mình thổi thêm. Cái cầm nha, cái gì nha. Cầm nè qua một cái xương. Nè. Một, hai, ba vô nè. Cái đầm chơi vào chân à. Nè. Thuốc xuống. Nữa. Ôi, trời ơi, nung xé vô nung. Ở đây cục ngắn hay sao ấy. Rồi, một cái chích. Ừ. Ừ, xuống dữ rồi. Xuống cái ăn này xuống rồi. Đổ liên tục luôn. Thì đổ liên tục rồi. Nè. Được xí rồi. Được. Dính đi xé lại. Nè, vậy được. Nè. Rồi. Ê, cái xíu lên. Xíu lên, có hít tiền luôn. Rồi, 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 rồi. Quá trời. Cái xuống dữ rồi. Tới xé rồi nha. Một xé rồi. Ôi, quá vậy. Cá xuống nha. Ê, coi chừng cá ngát nha. Dạ. Coi trời cá ơi. Đổ lên. Rồi, đổ liên tục. Cá xuống dữ rồi các bạn. Đổ luôn chỗ nào. Rồi, đổ luôn. Trời ơi, cái chát nó nói bự kìa. Đổ nổi lên. Ngát nữa nha. Ngát rồi chứ. Ôi, trời, cái chút kìa. Quá đã. Nó chả một lứa một luôn. Quá khỉ.
Rồi đổ nữa nha, quá trời cá xuống rồi. Nếu dần. Cá heo bự không? Cá ngát nhiều quá. Cá ngát thì lấy cái gạo múc đi, cá ngát. Cá ngát nhiều quá. Rồi, chưa đổ đầy nữa chỗ nào. Rồi cái này cá xuống dữ rồi các bạn ơi. Cái chẻm để cái nục nữa ha. Cái chẻm này không được bự không? Có cái chắc là bự. Cái chẻm từ khoảng nửa ký trở lại. Có cái nầu bự ạ. Này cá xuống rồi nha. Thứ tư năm rồi cá xuống rồi. Ha, cá xuống rồi. Rất là nhiều nha. Nãy giờ nè, cá chép này, này rất là êm luôn. Nó chém này nha. Cá chép này quá trời gỗ này 20 kg cá chép. Đây cá chép nè các bạn. Chắc khủng không nha. Đây. Cá này. Cá này cũng khoảng hơn nửa ký rồi, bự ạ. 700 g á. Cá bự nha. Ồ. Tươi xanh luôn nha. Rồi thuốc vô. Rồi chuẩn bị đâu nữa. Quá trời cá xuống này giờ phải đổ liên tục các bạn, để hồi nó kẹt lúc á. Cá ngát. Ừ. Hai bà con. Dí chích vô tay cầm rồi bỏ vô trong cái riêng đi. Ngát à. Rồi đổ này. Cái gì à? Cái nục bao nhiêu nha? Cái nục. Đây, đây, đó là cái ngát này. Nó cá xuống nhiều rồi. Đây là bao nhiêu? Nục, cá nục à. Cá nục là lựa vô cái kem. Đây nục hai con luôn. Cái nục bự á. Rồi để gỡ cái sọt này mới được. Đậy nha. Rồi để em gỡ bớt cái này đây. Đây. Có đôi bự ha. Cái chẻm. Cá nục, cá heo, chét, cá đó bự không? Đi rửa sọt này. Cái ừ. Bao thùng của bà cái nước đá. Đây, cá nâu bà ơi. Cá nâu bự không nha? Cá nâu. Cá ngát đĩa quá khứ. Ngát đĩa ha, ngát mà cắt nhỏ, chưa có ngát đĩa. Đây, đi tí con, cá chốt. Cá ngát đĩa, cá nhỏ. Cái này cá tạp nè, cá cua mấy chục ký á, cá trắng, cá cua rồi. Này cá nhỏ nó cá tạp nó ra nhiều rồi. Này là cá nục ha. Cá nục. Cá nục. Đủ các loại cá luôn. Xíu này tiếng hồi nó nóng cống rồi. Này nó lớn sáng rồi. Đây. Cái này cũng 4 giờ 45 sáng này. Còn 15 phút nữa là 5 giờ sáng này, gần 5 giờ sáng này. Quá trời cá đâu bự. Cá chẻm luôn. Rồi, đi trong kia. Cá nâu hết biết. Hết biết cá nâu rồi trời. Rồi, tổng cộng thuốc cá được 4 thùng nha. 4 thùng cá các bạn. 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng. 3 thùng rưỡi nha. Thùng cá nâu này thì lưng lưng rồi. Nửa thùng. Đấy. Cá nâu thì hả? Cá nâu được nửa thùng. Và 3 thùng cá này. Được 3 thùng. Cá chét kia, cá chẽm. 3 thùng rưỡi. Đấy, còn cá mồi thì bao la luôn. Cá mồi, cá nhỏ. Đây, này là cá ngát các bạn, ngát nhỏ. Cái này bây giờ ăn chứ không bán luôn ha. Đây, cá ngát nhỏ. Này kho tiêu cũng quá cháy luôn nha. Đây. Ngát nhỏ. Đây, mới cái trắng cá mồi ha. Cá tạp, cá sơn. Rồi, sáng rồi. Này, cái 5 giờ quá. 5 giờ. Siêu đóng cống này sáng luôn, 6 giờ luôn. 5 giờ sáng này. Rồi đóng cống và lấy nước vô luôn. Rồi, kết thúc video tại luôn các bạn. Thuốc cá vuông nha. Thuốc cá ban đêm ở Nam Căn Cà Mau. Rồi, video mình cũng tạm dừng đây luôn nha. Được 3 thùng bưởi cá.